Mến chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình lại chia sẻ cho các bạn một bài nhảy nữa. Đó là bài Tôi yêu đất nước Việt Nam. Thì bài này, phần chính trong bài được chia làm 3 tổ hợp. Ngoài ra thì chúng ta còn có phần nhạc dạo mở bài và giữa bài. Và trước khi vào phần hướng dẫn, mình sẽ đi trước một lượt, rồi sau đó mình sẽ quay lại hướng dẫn chi tiết. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đó là tất cả các nước trong bài Tôi yêu đất nước Việt Nam. Và bây giờ chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên chúng ta đến với tổ hợp 1. Câu nhạc 8 đầu tiên chúng ta thực hiện với chân phải. Chân phải chúng ta bước sang bên phải, chúng ta đến là 1. Thu chân trái là 2. Tiếp theo chúng ta bước chân trái sang ngang là 3. Rồi chúng ta thu chân phải là 4. Rồi kết hợp với tay. Khi chúng ta thực hiện bước chân phải sang bên ngang thì tay trái chúng ta chống, tay phải chúng ta chống hông, tay trái chúng ta đặt lên vai phải. Rồi chúng ta thu chân trái. Rồi sau đó chúng ta thực hiện với chân trái thì lại kết hợp với tay phải đặt lên vai trái. Rồi chúng ta thu chân phải. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu nhạc 8 thứ 2. Câu nhạc 8 thứ 2 thì chúng ta chống mũi chân phải. Sau đó chúng ta thực hiện lắc hông. Chúng ta lắc hông 4 nhịp. Chúng ta vừa lắc hông thì tay phải chúng ta đưa từ ở bên trái sang bên phải, còn tay trái chúng ta chống hông. Chúng ta vừa lắc hông, chúng ta vừa đưa tay theo. 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta thực hiện tương tự như vậy với chân trái, lại kết hợp với tay trái chúng ta đưa từ ở bên phải sang bên trái, còn tay phải chúng ta chống hông. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại câu nhạc 8 thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại câu nhạc 8 thứ 2 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu nhạc 8 thứ 3 thì chúng ta thực hiện, chúng ta lặp lại câu 1 nhé các bạn. Nhưng mà lần này chúng ta thực hiện với chân trái. Chân trái chúng ta bước sang ngang thì kết hợp tay phải chúng ta đưa lên vai trái, còn tay trái thì chúng ta chống hông. Rồi sau đó chúng ta thu chân phải. Tiếp theo chúng ta thực hiện với chân phải thì chúng ta lại kết hợp tay trái chúng ta đặt lên vai phải và chúng ta thu chân trái. Rồi mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Mình thực hiện lại câu nhạc 8 thứ 4 một lần nữa, câu nhạc 8 thứ 3 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta bước vào câu nhạc 8 thứ 4. Câu nhạc 8 thứ 4 thì chúng ta thực hiện bước quả chám. Bắt đầu bằng chân trái. Chân trái chúng ta bước xéo sang bên phải, chúng ta đến là 1. Tiếp theo chân phải xéo sang bên trái là 2. Rồi lùi chân trái phía sau là 3 và thu chân phải là 4. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4. 4 nhịp tiếp theo chúng ta lại lặp lại. 5, 6, 7, 8. Kết hợp với tay. Khi chúng ta thực hiện 4 nhịp đầu thì tay chúng ta đưa từ ở trong lòng, chúng ta đưa sang hai bên ở dưới thấp nhé các bạn. 1, 2, 3, 4. Rồi khi chúng ta thực hiện 4 nhịp tiếp theo thì chúng ta vung hai tay từ ở dưới, chúng ta vung lên trên cao, rồi từ từ chúng ta hạ tay xuống. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp câu nhạc 8 thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là kết thúc tổ hợp 1. Bây giờ mình sẽ sâu chuỗi toàn bộ tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp 1, bây giờ chúng ta bước vào tổ hợp số 2. Tổ hợp số 2, câu nhạc 8 đầu tiên chúng ta thực hiện bước dích dắt. Bắt đầu bằng chân phải. Chân phải chúng ta bước xéo sang bên phải. Chúng ta bước xéo lên nhé các bạn. Chúng ta đến vào 1, thu chân trái là 2. Tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái, chúng ta lại bước xéo sang bên trái là 3, thu chân phải là 4. Rồi 4 nhịp tiếp theo chúng ta lại lùi trở về. 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết hợp với tay. Khi chúng ta thực hiện với chân phải, chúng ta bước về bên phải thì hai tay chúng ta đưa sang bên phải, chúng ta thu chân trái. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái, chúng ta bước xéo sang bên trái, hai tay chúng ta lại đưa lên về bên trái như các bạn. Rồi chúng ta thu chân phải. Tiếp theo chúng ta lùi trở về thì chúng ta từ từ hạ tay xuống thấp. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp kết hợp chân và tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đến với câu nhạc 8 thứ 2. Câu nhạc 8 thứ 2 thì chúng ta chân chúng ta bước lên phía trước, chúng ta đến là 1, chúng ta thực hiện với chân phải. Rồi tiếp theo chúng ta thu chân trái, chúng ta gõ mũi chân trái là 2. Tiếp theo chúng ta lùi trở về bằng chân trái là 3, gõ mũi chân phải là 4. 4 nhịp tiếp theo chúng ta lại thực hiện như vậy. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kết hợp với tay. Khi chúng ta bước chân phải thì hai tay chúng ta đặt lên trước ngực. Khi chúng ta thu chân trái thì hai tay chúng ta vung lên trên cao. Chúng ta vung rất quát với các bạn. Rồi hai tay chúng ta tạo hình chữ V. Rồi sau đó chúng ta lùi chân trái thì hai tay chúng ta lại đặt trước ngực. Rồi chúng ta thu chân phải thì hai tay chúng ta xuôi xuống. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp kết hợp tay với chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tổ hợp thứ hai chúng ta đã có hai câu nhạc 8. Tiếp theo hai câu nhạc 8 tiếp theo thì chúng ta lại thực hiện lại câu 1 và 2 nhé các bạn. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, vậy là hết tổ hợp số 2. Mình thực hiện lại tổ hợp số 2 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và kết thúc tổ hợp số 2, bây giờ chúng ta bước vào tổ hợp số 3. Tổ hợp số 3 chúng ta cũng thực hiện với chân phải, chúng ta bước sang. Rồi chúng ta thu chân trái, sau đó chúng ta lại bước chân trái, chúng ta thu chân phải. Kết hợp với tay. Khi chúng ta thực hiện, chúng ta bước chân phải thì tay trái chúng ta chống hông. Tay phải thì chúng ta đưa đánh trỏ sang bên phải. Chúng ta nắm nhẹ tay và chúng ta đánh trỏ sang bên phải. Là nhịp 1, 2. Rồi nhịp 3, 4. Thì chúng ta vung tay lên trên, rồi chúng ta hạ xuống. Là nhịp 3, 4. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp. Câu nhạc 8 đầu tiên của tổ hợp số 3. 1, 2. Nhịp 3, 4 vung tay. 3, 4. Rồi 5, 6, 7, 8 chúng ta thực hiện, chúng ta lại bước chân sang bên phải thì chúng ta lại thực hiện tay trái, chúng ta đổi tay. 5, 6, 7, 8. Có nghĩa là chân chúng ta giữ nguyên, chúng ta chỉ đổi tay thôi nhé các bạn. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp câu nhạc 8 đầu tiên của tổ hợp số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với câu nhạc 8 thứ 2. Câu nhạc 8 thứ 2 thì chúng ta đưa chân sang bên phải, đưa chân phải đá sang bên phải rồi thu về, rồi chân trái sang bên trái rồi thu về. Kết hợp với tay. Khi chúng ta đưa chân đá chân phải sang ngang thì hai tay chúng ta vung lên trên cao. Rồi khi chúng ta thu về thì hai tay chúng ta hạ xuống. Tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái thì hai tay chúng ta đưa lên trên cao. Khi chúng ta thu chân thì chúng ta hạ tay xuống. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là câu nhạc 8 thứ 2. Câu nhạc thứ 3 và 4 thì chúng ta lại lặp lại câu 1 và 2. 3, 2, 3,
6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là kết thúc tổ hợp số 3. Bây giờ mình thực hiện lại tổ hợp số 3 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện tổ hợp số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện xong 3 tổ hợp của phần chính trong bài. Bây giờ chúng ta bước vào phần nhạc dạo giữa bài. Về phần nhạc dạo giữa bài thì chúng ta thực hiện chân phải chúng ta bước lên, rồi chúng ta đá gót chân trái về phía trước, sau đó chúng ta lùi chân trái, chúng ta chống mũi chân phải. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại một lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi động tác thứ hai thì chúng ta chỉ thực hiện đơn giản. Chúng ta bước chân phải, thu chân trái, rồi bước chân trái, thu chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại phần nhạc dạo một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là hết bài. Bây giờ mình quay lại để mình sâu chuỗi toàn bộ 3 tổ hợp và kết hợp với phần nhạc dạo cho thành một bài hoàn chỉnh. Đầu tiên là phần nhạc dạo đầu bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi chúng ta bước vào phần chính trong bài tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đó là tất cả các bước trong bài Tôi yêu đất nước Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tóm tắt trình tự của bài.
chúng ta sẽ đi thứ tự như sau. Đầu tiên chúng ta thực hiện phần nhạc dạo đầu bài. Kết thúc phần nhạc dạo đầu bài thì chúng ta bước vào phần chính trong bài, gồm có 3 tổ hợp. Chúng ta đi tổ hợp 1, tổ hợp 2, tổ hợp 3. Kết thúc 3 tổ hợp thì chúng ta lại quay trở lại, chúng ta đi một lượt nữa. Nhưng lần này chúng ta chỉ thực hiện tổ hợp 2, tổ hợp 3, chứ chúng ta không đi tổ hợp 1 nữa nhé các bạn. Rồi kết thúc tổ hợp số 3 thì chúng ta bước vào phần nhạc dạo giữa bài. Kết thúc phần nhạc dạo giữa bài thì chúng ta lại quay trở lại, chúng ta đi tổ hợp 1, tổ hợp 2, tổ hợp 3. Và chúng ta lại đi thêm một lượt nữa, tổ hợp 2, tổ hợp 3. Một lượt nữa, như vậy là chúng ta kết thúc bài. Và bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Mình chúc các bạn học bài này thành công. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.